Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em. Bây giờ là chiều muộn rồi các bác ạ. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Hôm nay đi làm về thấy có một em khiếu trong cái lô khiếu này hot tốt quá các bác ạ. Nên là đành phải xách máy quay tạm qua nhá. Xem bác nào có bộ kết thì ưng thì bộ kết chốt em nói nhá. Nói chung em này bóng bộ rất là đẹp các bác nhá. Em này nếu mà căng lên là hot xòe đấy các bác ạ. Rất là mau mồm mau mỏ nha các bác nhá. Ở trong cái khu em rốt khiếu này nó khoảng tầm 20-30 con khiếu. Nhưng mà có mỗi mình em nó là lỗ mạnh nhất nên là thôi đành quay luôn cho các bác trong hộp nha các bác nhá. Bác nào mà thích thì lấy luôn. Đỡ phải ấy, nhưng mà đảm bảo các bác là những em chim này về nhà các bác là rất là mau mồm mau mỏ luôn. Đấy. Em quay sát vào mặt nhá để tránh tình trạng các bác về các bác bảo em gửi nhầm chim như nào, nhưng mà khiếu thì nó thật sự các bác là về nhà các bác phải 1-2 hôm thì bắt đầu là chim nó mới ra giọng đấy nha các bác nhá. Có con nào mau mỏ thì ra luôn, nhưng còn không thì cứ phải thường thường là 1-2 hôm thì bắt đầu chim mới chơi lại được. Đấy các bác có thể thấy nha, rất là mau mồm mau mỏ nhá. Đấy đuôi xòe nhá. Quay sát thì các bác là đuôi xòe nhá. Đây là clip hot một mình các bác nhá, không có mái ở bên cạnh đâu. Nên là nó vẫn xòe như này thì đảm bảo với các bác là chim xòe. Có thể là bảo hành cho các bác là chim xòe luôn. Đấy các bác thấy không? Rất là mau mỏ, dáng đứng rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, cao cầu. Đấy, giọng hay. Đấy, nói chung là chim nó mới chưa được căng đấy các bác ạ. Nếu là chim này mà muốn là ok hơn nữa thì sáng mai dậy quay sớm thì lúc đấy là lúc chim nó thức dậy, bắt đầu nó cất bản cất những giọng hót đầu tiên ấy thì nó sẽ là ok nhất. Nhưng còn đây là buổi chiều rồi, buổi chiều muộn 5 giờ rồi nên là nó chỉ được thế này thôi các bác ạ. Đấy, bác nào mà thích thì alo cho em. Đấy các bác thấy nha, chim rất là đẹp, quay một lần nữa quay sát mặt các bác nhá. Hai cằm dưới hơi xước một tí, chim thuần khoảng 70% rồi. Khiếu này các bác chỉ cần nuôi tầm 1-2 tháng là thuần rồi, thuần đét. Nếu các bác nuôi xong lông là thuần đét. Em xin phép nha các bác nhé, bởi vì quay chân cho các bác nữa. Trong trời tối này thì cũng không nhìn rõ đâu. Em xin phép dừng clip đây nhá. Cảm ơn các bác đã xem video. Em xin chào tất cả các bác nhé.